Hòa kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do với bản tin truyền hình tối thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2015. Kính thưa quý khán thính giả, trong bản tuyên bố phổ biến sáng nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Osius bày tỏ những quan ngại sâu sắc đối với những vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, Tuyên bố này được đưa ra sau sự kiện luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam trở lại, vào ngày 16 tháng 12, và nhà hoạt động Hoàng Đức Bình cùng bà Đỗ Thị Minh Hạnh bị cảnh sát hành hung vào ngày 25 tháng 12. Trong bản tuyên bố, đại sứ Ted Osius nói rằng những việc bắt giữ trái pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam đang làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Ngài đại sứ đề nghị những cơ quan có thẩm quyền phải có giải trình cụ thể và đồng thời ông nhấn mạnh Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phải đảm bảo luật pháp và hành động của mình phải nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện. Đặc biệt, Ngài Đại sứ đề cập trong cuối bản tuyên bố rằng Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Việt Nam thả ngay tất cả các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ. Trung Quốc sẽ điều dàn khoan Hải Dương 981 đến một vị trí mới trên Biển Đông, thực hiện việc khoan thăm dò ở giếng Lăng Thủy 2411. Thông tin được đưa ra trên trang mạng bởi Cục Hải sự Trung Quốc, gọi tắt là MSA vào ngày hôm qua. MSA cũng loan tin nói rằng Trung Quốc đã ban lệnh cấm các thuyền bè tiến gần vào trong tọa độ 2.000m trong thời gian dàn khoan hoạt động. Hải Dương 981 là giàn khoan đã từng được Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014. Truyền thông trong nước đều có loan tải về sự kiện này và nhấn mạnh rằng đại diện cảnh sát biển Việt Nam cho hay chưa có dấu hiệu cho thấy Hải Dương 981 vi phạm vào vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên theo một nguồn tin ẩn danh từ một viên chức Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho báo Tuổi trẻ trong nước biết chi tiết rằng giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động gần Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân chia ranh giới. Cũng theo nguồn tin từ viên chức này cho biết, hiện tại không có hành động bất thường nào từ phía giàn khoan và phía Việt Nam vẫn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của Hải Dương 981 hàng trăm công nhân tại xưởng may mặc quốc tế Regina Miracle có trụ sở tại khu công nghiệp v -Ship trong thành phố Hải Phòng bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện vào ngày hôm qua. Tin này được truyền thông Việt Nam phổ biến ngày hôm nay hơn 2 phần 3 công nhân mà chủ yếu là công nhân nữ đã phải nhập viện và các phòng khám ở thành phố Hải Phòng trong tình trạng chóng mặt, đau bụng và nhức đầu sau khi những người này dùng bữa ăn trưa với cơm, cá, thịt rau và sữa chua trong căng tin của nhà máy. Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Sức khỏe của thành phố Hải Phòng trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam cho biết vào trưa hôm nay, 223 công nhân vẫn còn trong bệnh viện, nhưng sức khỏe đã ổn định và các triệu chứng ngộ độc thực phẩm đã thuyên giảm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Regina Miracle là công ty may mặc của Hồng Kông, chuyên may trang phục đồ lót cho các nhãn hiệu quốc tế như Victoria's Secret, Waco tổng giám đốc của công ty regina ông yusako cho biết công ty sẽ chi trả toàn bộ viện phí và đồng thời cho công nhân nghỉ dưỡng bệnh có hưởng lương cho đến khi sức khỏe hoàn toàn bình phục ông yusako thừa nhận trước báo giới rằng bếp ăn của công ty chưa được cấp phép và ngày xảy ra sự cố ngộ độc cũng chính là ngày đầu tiên bếp ăn hoạt động trong phiên bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay về vấn đề thu hút nhân tài về phục vụ đất nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ông Nguyễn Duy Thăng cho biết, ngay chính hai người con trai của ông đi du học nước ngoài cũng không muốn quay về nước sau khi học xong. Phát biểu của ông Nguyễn Duy Thăng được truyền thông trong nước trích dẫn lại, sau khi ông nhận được câu hỏi của một đại biểu, trước sự việc 12 người trong số 13 nhà vô địch Olympia không quay về nước sau khi du học không những vậy, ông Nguyễn Duy Thăng còn nói thêm rằng, theo ông nghĩ thì gia đình của tất cả những người có mặt trong phiên họp hôm nay đều có tình trạng như thế. Tuy nhiên, ông Thăng cho biết theo quan điểm cá nhân ông thì không về nước không phải là không đóng góp cho đất nước và không yêu nước. Và cuối cùng thưa quý khán thính giả, trong năm 2015 có 110 nhà báo bị giết chết, dựa theo bản báo cáo do Tổ chức các nhà báo không biên giới mới công bố sáng nay ở Paris. Báo cáo cho thấy có 21 nhà báo chết trong lúc đang hành nghề ở Iraq và Syria, là những nơi đang có chiến tranh. Kế đến là 8 nhà báo bị khủng bố sát hại ở Pháp hồi đầu năm nay, khi chúng tấn công vào tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ngay tại Paris. Ngoài ra, báo cáo cũng viết rằng có 43 nhà báo chuyên nghiệp khác chết vì những nguyên do không được rõ ràng và 27 nhà báo công dân cùng 7 nhân viên của các cơ quan truyền thông bị sát hại. Báo cáo cũng đặc biệt chú ý đến Ấn Độ, nơi có 9 nhà báo bị thảm sát, trong đó có những người chuyên viết phóng sự điều tra về các đường dây phạm pháp được viên chức chính quyền che chở hay sinh hoạt ở những quặng mỏ hoạt động không có giấy phép. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Hoài xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.